còn rất là nhiều người bán tour, rất là nhiều cửa hàng rất là lớn. Nhưng mà tại sao người ta lại tìm đến đây ăn? Và đó là lý do hôm nay là câu trả lời là rất là ngon. Thật ra thì Dương Duyên không biết ăn cua, hồi xưa giờ không bao giờ ăn hết. Nhưng mà nghe đồn mình cũng chạy tới mình xem thử, và khi mà tới thì thấy là ngon thật, và mình cũng bắt đầu mình thích ăn cua hơn. Chứ hồi trước là hẻm nằm số 5 Nguyễn Trãi, cái hẻm bán cua nổi tiếng đây. Hôm nay nhà đài VTC cũng có mặt nè, phóng viên với lại kỹ thuật đang đứng đây, và rất đông các bạn. Hay hiệp sĩ đây, hiệp sĩ mấy bữa xuất hiện trên kênh của chúng ta đây, đang đứng coi ba ra để đỡ mâm cua. Rồi, hiệp sĩ của chúng ta đang đứng chờ ba ngoài nắng đây. Bữa nay bên đài truyền hình qua mua cua, mặc áo ba rồi các bạn. Một con 138, 120 ngàn.
Rồi đây đây. Đây đây tiền nhập hàng. Rồi kéo nghỉ. Chị Ba ngồi đây, chị Ba đừng có phát cô. Ai có để em ăn là sao? Chị Ba nè. Thấy cái mặt là được rồi. Đây chị Ba, chị kêu chị Ba rồi. Chị Ba. Cảnh tượng là còn nhà báo với lại phóng viên rồi không ạ? Những hình ảnh ăn theo hả? Và những hình ảnh hot girl, hot girl ăn theo cua ba. Nhưng mà hết cua rồi, chỉ vỏn vẹn có 5 phút là hết cua rồi. Hồi này mọi người ở đây dì Ba ra thì mọi người hỏi, mà khi vừa thấy dì Ba cái là bay vô dành mua hết cua rồi các bạn nha. Hết rồi, cái mâm cua mua chút xíu ạ. Bữa đây bán nhiêu cân bà? Bà là 50 ký hả? Mấy nhỏ xinh gái là ai vậy bà? Mấy nhỏ là ai vậy? Cháu mới quen hả? Thấy hình ảnh ăn theo, thấy hình ảnh ăn theo gì ba cua đây. Chị đi mua được bao nhiêu? 1, 2, 3 nhắm mắt rồi. Mua bao nhiêu ký ra chợ? 5 ký. Rồi luộc xong rồi đem ra đây còn bao nhiêu ký? Thì hai mấy gần 30 thôi. Là mua 50 mà mất hơn 20 ký cua đó. Rằm đầu tháng mà sao đầu tháng mà sao mà mua nhiều cua dữ vậy? Không biết nữa, quên. Cua mấy ngày rằm với lại mấy ngày đầu tháng nghe nó ốp thì nó không có ngon ăn sao? Cua. Ăn cua mình lựa. À, ăn cua là do tay mình ăn lựa. Cua dằm mấy là ngày thường vậy à. À. Cua nó mình lựa biết lựa là ngon à. À. Cua biết lựa là ngon. Ờ, không phải nó là dằm nó không ngon. Nó ngon là cua nó mình lựa. Ý gì ba tự tin vô tay nghề lựa cua 33 năm của gì ba hả? Ờ. À. 33 năm. Bữa nào cũng làm ly cà phê vậy á dì ba? Bữa nào cũng làm ly cà phê vậy hả? Ừ, đây nè, mới ruột. Mới ruột. Mới ruột hả? Cái này bệnh tim mới ruột. Không quan tâm không? Hiệp sĩ quan tâm tới thuốc uống rồi này nọ cho dì ba luôn. Về thử bán cà phê. Có người ăn đâu nữa là ngày dằm. Ngày dằm rồi dì ba chắc thắng nữa trời. Là mua rồi mới biết là ngày rằm đầu tháng. Dì ba. Hết chưa? Hết cua chưa hay là còn giấu cua ở thùng không? Còn giấu cua ở thùng không? Hết rồi. Hình như giấu không có. Đâu vậy? Cua không ngon. Cua không ngon. Giấu cái càng hết chưa? Để mai cho con. Cua đâu? Số bạn trẻ đã không mua được cua đang đứng tiếc nuối. Khách ghé tới, không có cua mua tiếc nuối. 11 giờ nha. Ở đây không? Ở đâu? Ở đâu? Quận 2 qua đây. Quận 2 mà xe gì? Thì ba qua Facebook hay là quay gì? Dạ do YouTube với lại trên báo mạng có đăng á. À, nhưng mà nếu mà hôm nay mà chị qua thì nếu có cua thì chị mua bao nhiêu? Dạ 10 con. 10 con hả? 10 con hay 10 ký? 10 con. 10 con thì khoảng hơn 4 ký. Nếu cua to, cua nhỏ thì 10 con thì khoảng 7 rưỡi. Rồi bắt chăn thêm vô nha. Để 10 miếng chăn vô. Càng cứng
nữ. Rồi có ai dám muối nha. Cái này là người ta được hấp cách thủy chứ không phải là luộc, cho nên là giữ được cái vị rất là ngọt. Rất ngọt và cua rất là chắc luôn. Em thấy có rất là nhiều gạch cua với thịt nhỏ. Lần đầu tiên bẻ cua. Lần đầu tiên bẻ cua luôn á. Hồi xưa giờ không bao giờ ăn cua. Cua hết ghê ăn cua. Không bẻ được. Ăn cái này đi em, ăn cái này đi. Mà bạn nào mà Hảo ăn uống mà thích ăn cua thì Dung Mi nghĩ là mình nên tới đây ăn. Đúng rồi. Nếu mà bạn nào mà không phải là mình ở Cà Mau á thì các bạn có thể đến đây thử thức món của Cà Mau nhé. Đặc sản của Cà Mau. Em thấy là cua rất là chất lượng luôn. Tại sao cả thành phố Sài Gòn rất là nhiều bán cua, rất là nhiều cửa hàng rất là lớn, nhưng mà tại sao người ta lại tìm đến đây ăn? Và đó là lý do hôm nay là câu trả lời là rất là ngon. Vậy là một công ngày hôm nay là hai xe đang đi đến đây nhé. Anh thì tôi đã đến đây để cùng gặp đến đây để ăn thử. Đặc biệt là ngày hôm nay là các bạn biết không, ngày hôm nay là ngày 1 tháng 7 rồi. Thường thì ngày 1 tháng 7 là cua thường tốt và nó rộng. Nhưng mà ngày hôm nay thì em thấy là dì Ba chọn những cái cua rất là chắc thịt luôn. Và nãy giờ ăn rất là nhiều rồi. Nên là em nghĩ rằng đây là một nơi rất là lý tưởng và đảm bảo. Nếu mà bạn nào mà yêu thích món cua thì hãy đến đây nhé. Hy vọng các bạn sẽ không cảm thấy phí, phí tiền đâu, thật sự đúng không? Ăn nhiệt tình luôn, rác không à. À, trời ơi, hai cô gái xinh ăn cua mà chạy nước miếng luôn. Hồi xưa giờ không bao giờ ăn hết, nhưng mà nghe đồn mình cũng chạy tới mình xem thử, và khi mà tới thì mình thấy là ngon thật và mình cũng bắt đầu mình ăn cua hơn chứ hồi trước là không ăn. À thấy là bà có 30 năm kinh nghiệm trong cái về vấn đề lựa chọn cua để mà bán thì thấy bà rất là có tâm. Là có tâm là vì sao? Bà có rất là có kinh nghiệm lựa những cái cua rất là đặc thịt và nó không có bị ốp lưng như mà mọi người nói. Thấy. Gạch có nhiều không Dung ơi? Nhiều, rất là nhiều. Ai muốn ăn gạch thì tới lựa chọn bà là một lựa chọn rất là chính xác. Đây nè, Dung Mi đẹp gái đó, mặc áo bà ba khăn rằng rất là dễ thương.